Xin chào bạn, chào mừng bạn quay lại với channel của mình. Ở video này mình chia sẻ cho bạn một cái sự kiện Airdrop tới từ sàn Max Global. Và đây là một cái buổi mà họ kỷ niệm việc là niêm yết đồng co trên sàn là Max Global. Thì họ đã tổ chức một cái buổi là AMA cùng bên phía là CoinDAO. Và bên phía sàn Max Global thì họ bỏ ra 2.000 USDT cho cái sự kiện Airdrop này. Và cái thời gian mà còn lại còn là 2 ngày. Như vậy khi mà bạn xem một cái video của mình thì bạn tham gia càng sớm càng tốt. Và như vậy đây là một cái kèo Airdrop và tiền tươi nhé. Thì cái chương trình này bắt đầu vào ngày mùng 3 tháng 2 năm 2023 và sẽ là kết thúc vào là ngày mùng 6 tháng 2 năm 2023 vào lúc 2 giờ chiều theo cái múi giờ là UTC. Thì cái quy tắc phần thưởng phân phối như sau. Và như vậy thì 2.000 đô này sẽ là có 3 cái gói phần thưởng ở đây. Và cái thời gian sẽ kết thúc vào ngày mùng 6 tháng 2 nhé. Như vậy mình cần làm sớm này. Thì cái quy tắc mà phân phối phần thưởng sẽ có là 1.000 đô cho 40 người dùng may mắn. Thì nếu như mà bạn lọt vào 40 người dùng may mắn thì mỗi người nhận là 2 năm USDT nhé. Tiếp theo sẽ có là 600 USDT cho là 3 người dùng có cái lượt Zephyr nhiều nhất. Thì mỗi người sẽ nhận là 200 USDT. Và sẽ có là 400 đô này cho là người dùng bình luận, tức là để lại câu hỏi của bạn về CoinDAO dưới tweet. Chúng tôi sẽ chọn ra 10 câu hỏi phổ biến nhất và thưởng cho mỗi người dùng là 40 USDT tương ứng. Đây là một cái kèo khá là ngon nên là các bạn tham gia nếu như mà mình hên mình trúng cái bên trên thì được 40 đô. Hoặc là các bạn có thể là bình luận, trúng cái bình luận thì mình cũng nhận là 40 đô. Và ngoài ra nếu như bạn nào có khả năng mà tuyển Z thì được lọt vào top 3 người mà có lượng Zephyr nhiều nhất thì các bạn được là 200 đô. Ở đây thì mình sẽ là hướng dẫn cho bạn là tham gia cái sự kiện Airdrop này luôn. Và như vậy cái đường link tham gia mình để bên dưới phần là mô tả video và bên dưới phần là bình luận. Sau khi mà lấy link thì các bạn có thể lựa chọn là đăng nhập bằng Twitter hay là tài khoản Google để bạn đăng nhập vào cái sự kiện này. Và sau khi đăng nhập thì mình sẽ là tiến hành hoàn thành có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bước nhé. Như vậy thì mình sẽ làm cái bước đầu tiên. Các bạn theo dõi cái Max Global ở trên Twitter thì các bạn bấm vào đây. Ở đây thì bạn bấm là kết nối nhé. Nó sẽ mở cái trang Twitter lên thì các bạn cần phải nào đăng nhập vào đây nhé. Rồi như vậy thì mình vừa làm xong cái nhiệm vụ đầu tiên là đăng nhập cái Twitter. Tiếp theo đến cái nhiệm vụ thứ hai thì bạn theo dõi là CoinDAO ở trên là Twitter nhé. Các bạn bấm vào đây. Và như vậy mình đã là follow cái CoinDAO nên là khi mình bấm lên cái thì nó tích luôn này. Nếu như bạn nào mà chưa follow cái trang là CoinDAO ở trên là Twitter ấy, trang dự án thì bạn follow nhé. Và tiếp theo thì tham gia cái nhóm là Max Global ở trên là Telegram thì bạn bấm vào đây. Các bạn bấm là mở cái Telegram lên. Ở đây thì các bạn sẽ là join vào nhé. Đó, như vậy mình đã join xong. Bây giờ thì các bạn quay về cái sự kiện Airdrop này. Thì các bạn sẽ kéo bên dưới. Các bạn nhìn thấy là ở cái nút là tiếp tục này, các bạn bấm vào đây. Rồi, như vậy mình nhận là 11, mình làm xong rồi. Và tiếp theo thì các bạn cần phải là tham gia cái trang Discord của dự án là CoinDAO. Các bạn bấm là xác minh ở đây nhé. Các bạn bấm là chấp nhận lời mời này. Các bạn kéo lên nhé. Rồi như vậy thì các bạn quay về cái sự kiện là Airdrop này. Thì các bạn bấm là xác minh ở đây nhé. Tiếp tục ở đây nhé. Và như vậy với cái nhiệm vụ mà join Discord thì mình đã làm xong và tiếp theo đến cái nhiệm vụ là giới thiệu bạn bè. Như vậy thì mình sẽ cần phải là giới thiệu một bạn bè mà hoàn thành cái nhiệm vụ này. Thì các bạn sao chép cái liên kết ở đây nhé. Các bạn có thể là tự mình cheat một cái lượt giới thiệu cũng được. Các bạn mang đi các bạn giới thiệu hoặc là các bạn có thể là dùng cái tài khoản Google khác bạn cheat một cái lượt giới thiệu là được. Chỉ cần cái lượt giới thiệu của bạn ấy có hoàn thành một tới là hai cái nhiệm vụ này thì mình đã là ghi nhận là giới thiệu thành công nhé. Tức là khi mà các bạn có thể mình cheat, mình đăng nhập vào rồi các bạn chỉ cần là follow một hay là hai cái nhiệm vụ này, không cần làm hết là nó cũng ghi nhận là mình đã là giới thiệu thành công. Và bây giờ mình sẽ là dừng màn hình, mình đi mình giới thiệu một cái lượt để mà về đây sẽ hoàn thành. Thì sau khi mà hoàn thành, nó sẽ mở cái khóa này cho mình là nhập cái GYD
ở trên sàn Amex Global, thì sau khi mà các bạn trúng thưởng, dự án sẽ là trả theo cái UID ở trên sàn Amex. Và để tham gia cái sự kiện này, các bạn cần phải có một cái tài khoản sàn Amex Global. Nếu như mà bạn nào chưa có thì các bạn lấy cái đường link mình để bên dưới phần mô tả, và có cả video hướng dẫn đăng ký. Rồi, như vậy mình vừa là giới thiệu một cái lượt xong thành công, thì bây giờ nó mới là mở khóa cái chỗ cho mình điền cái UID. Thì mình sẽ là về cái sàn Amex Global, mình sẽ là hướng dẫn bạn lấy cái UID nhé. Như vậy thì bạn nào mà chưa có tài khoản Amex Global này thì các bạn đăng ký cái tài khoản bên dưới phần mô tả, thì mình có video mà hướng dẫn đăng ký. Khi mà các bạn đăng nhập vào cái sàn Amex Global này thì các bạn nhìn thấy phần trang chủ, các bạn bấm vào đây. Sau khi mình bấm vào trang chủ thì bạn bấm vào cái hình đầu người bên trên, thì đây chính là cái UID của bạn ở trên cái sàn Amex Global. Các bạn sẽ là copy cái UID. Tiếp theo về cái chỗ mà sự kiện Enzope này thì các bạn sẽ là dán vào đây. Các bạn dán hãy UID đây nhé. Sau khi mình dán xong thì nếu mà trúng thưởng thì dự án sẽ là trả thưởng theo cái UID mà các bạn dán đây. Để check in thì bạn cần phải là check lại xem là mình copy đúng chưa. Thì mình sẽ nhìn lại bằng cách là đếm là 4137741. Thì mình đếm lại đây là 4137741. Khi các bạn đếm mà check là ok rồi thì bạn bấm là continue đây, để mình hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đây. Rồi, như vậy thì mình đã là hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, và đây là cái đường link để cho bạn đi tuyển Z nhé. Chỉ cần các bạn có thể là giới thiệu hoặc là các bạn cheat một tài khoản là các bạn đã hoàn thành cái lượt mà mình tuyển Z đây, thì nó sẽ là hiện cái mục mở khóa cái cho mình điền cái UID. Thì đây là một cái sự kiện, một cái kèo tiền tươi khá là ngon giữa là sự hợp tác bên phía Amex Global và Cordao nhé. Và như vậy mình đã là chia sẻ các bạn sự kiện Airdrop tới từ là Amex Global và Cordao. Còn bây giờ mình chuyển sang phần là quay thưởng cho bạn ở cái video trước. Chúc mừng bạn đầu tiên là bạn là Hương Phạm nhé, chúc mừng bạn. Và chúc mừng bạn thứ hai là anh Đà Lạt Yêu Dấu nhé, chúc mừng anh nhé. Thì hai bạn liên hệ mình qua Zalo và gửi cho mình cái mã ví TRX mình trả thưởng. Và mình xin là kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi.